Xin kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, giá mít lúc 13 giờ ngày 19 tháng 1 năm 2023 ghi nhận là giá đi ngang nha bà con. Tại khu vực Tiền Giang, mít nhất 23.000, mít nhì 12.000, mít ba là 8.000. Kem rất lớn là 19.000, kem rất nhỏ là 9.000. Tại Đồng Tháp, An Giang và Long An, mít nhất 22.000, mít nhì 11.000 và mít ba là 7.000. Kem rất lớn là 18.000, kem rất nhỏ là 8.000. Tại Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng và Kiên Giang, mít nhất là 21.000, mít nhì là 10.000 và mít ba là 7.000. Kem rất lớn là 18.000, kem rất nhỏ là 8.000. Tại Vĩnh Long, Trà Vinh, mít nhất 21.000, mít nhì là 10.000, mít ba là 7.000. Kem rất lớn là 18.000, kem rất nhỏ là 8.000. Tại miền Đông và Tây Nguyên, mít nhất là 18.000, mít nhì là 8.000, mít ba là 6.000. Kem rất lớn là 12.000, kem rất nhỏ là 5.000. Giá kênh cập nhật là giá thương lái mua tại vườn. Tuy nhiên, tùy theo lái, tùy theo đoạn đường vận chuyển xa hay gần mà giá sẽ có sự chênh lệch, có thể thấp xuống từ 1 tới 2.000 đồng. Bà con lưu ý hôm nay cũng là rất là cận Tết rồi, cho nên nhiều thương lái cũng nghỉ để ăn Tết ha bà con ha. Cảm ơn bà con đã theo dõi kênh. Xin kính chào và hẹn gặp lại.